Vâng, Xuân Tuấn Lan lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đến bẫy chim, bẫy cuốc đa đa bìm bịp chuồn đèn. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến các bác những dòng loa bẫy chim được anh em tin tưởng và sử dụng mua khá là nhiều. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em luôn luôn là giao hàng ship hàng qua ngày bưu điện. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng, đúng sản phẩm các bác thanh toán tiền nhá. Đây là 7 cái mẫu loa mà được anh em tin tưởng và mua khá là nhiều. Như thấy trên hình đây, 4 dòng loa, 3 dòng loa này, các nhá, 3 dòng loa này là hàng loa phổ thông, 4 dòng loa cao cấp anh nhá. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai luôn để anh em cân đối tài chính và mua và chọn cho mình một chiếc loa hợp túi tiền, hàng chất lượng cho anh em nhá. Thì đầu tiên là sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng loa E76 anh nhá. Đấy. ZIE76. E này loa loa nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện nay. Nó là dòng loa chuyên bẫy chim sẻ anh nhá. Đấy, các bác có thể bẫy chim sẻ, bẫy cuốc, bìm bịp, gà rừng đều được. Đấy, mẫu này thì thường thường anh em là mua về độ bẫy chim sẻ rất là hiệu quả. Vì con loa E76 này rất là nhỏ gọn anh em nhá. Đấy, nó chỉ bé thôi, nhỏ gọn thôi. Đấy, trên đỉnh có một nút và bàn phím của nó bàn phím màu xanh. Đấy, phù hợp cho anh em đi bẫy chim sẻ, nó treo cần nó rất là nhẹ anh nhá. Mẫu loa này thì bên em đang bán với giảm giá kịch sàn. Tại thời điểm này là bên em đang giảm giá xuống còn hơn 300.000 đồng anh nhá. 370.000 đồng bao ship tận nhà cho anh em nhá. Nếu mà các bác mà lấy cả thẻ nhớ nó rơi vào 400 anh nhá. Đó. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng loa YS998 anh nhá, 998. Mẫu này thì loa cũng là màu đàn di trên đỉnh hai nút. Mẫu này thì phù hợp các bác mà đánh chim sẻ, đánh cuốc, bìm bìm cũng được. Mẫu này thì bên em đang giảm giá xuống còn 400.000 đồng anh nhá. 400.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em thôi nhá. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác một dòng loa YS898. Đấy, trên đỉnh cũng có hai nút, vẫn là phiên bản mới nhất của năm 2023. Hai dòng loa này thì giống nhau anh nhá. Đấy, giá bằng nhau, giá 400.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Bàn phím của nó thì điều khiển của nó đây, phụ kiện đầy đủ anh nhá. Phụ kiện dây teo, mic nói, củ sạc đầy đủ hết các nhá. Đấy, chỉ khác cái điều khiển màu một tí thôi. Tất cả là bên em đang báo bao ship tận nhà cho anh em là giá 400. Tất cả hai dòng loa này là dòng loa YS898 và YS998 này là dòng loa kết nối Bluetooth qua điện thoại được anh nhá. Đấy, điều khiển thì từ 100m đến 300m. Pin thì 6-8 tiếng nhé. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến 4 dòng loa màu đen, hàng loa cao cấp để anh em tham khảo. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng loa Daily Q93, phiên bản mới nhất là phiên bản kết nối Bluetooth qua điện thoại anh nhé. Có hai phiên bản, một loại phiên bản cũ, một loại phiên bản mới. Phiên bản cũ là sẽ không kết nối Bluetooth qua điện thoại, còn về cơ bản giống nhau. Tất cả là phiên bản quốc tế, đấy, tiếng Anh. Đấy. Mẫu này thì bên em đang bán giảm giá xuống còn 650.000 đồng rồi anh em nhé. 650.000 đồng, hãy bao ship tận nhà cho anh em. Cái về cơ bản thì cái điều khiển của với mẫu loa này là điều khiển chạy bằng pin Nokia. Khi các bác hết pin, các bác không phải mua pin, sạc pin là được anh nhé. Còn cái điều khiển dòng phổ thông này thì là pin tiểu anh nhé, dùng pin tiểu. Đấy. Thì các bác dùng pin tiểu anh nhé. Đấy, dùng pin tiểu. Nguồn điện 220V. Đấy là các bác sạc cái điện kia. Đấy, thế còn về những cái dòng loa điều khiển hàng phổ thông này là hàng loa dùng pin tiểu, hết pin các bác phải mua pin. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đến dòng loa Q92 nhá. Q92 đây cũng nhá, phiên bản mới nhất kết nối Bluetooth qua điện thoại. Pin thì từ 10 đến 12 tiếng mới hết pin. Đấy, âm lượng khá là to, chất lượng âm thanh tốt, vang xa, ấm áp, không bị rè nhá. Trên đỉnh có 3 nút. Đấy, hộp kim nhôm, nặng khoảng 6-8 lượng anh nhá. Mẫu này thì anh em mà có điều kiện thì có thể tham khảo cái dòng loa này Q93 và Q92. Đấy, hai dòng loa này thì hàng loa anh em mua cũng rất là nhiều, chất lượng thanh rất là tốt và rất là bền. Đấy, điều khiển từ 100 đến 300m luôn nhá. Q92 này thì phụ kiện của nó cũng đầy đủ, như các bác thấy là nó sẽ có túi đeo, dây sạc điều khiển, dùng chung tất cả 4 dòng loa cao cấp là dùng chung cái điều khiển như này nhá. Phiên bản tiếng Anh là bên em đang bán với giá là Q92 là 750.000 đồng anh nhé, 750.000 đồng. Tiếp theo là giới thiệu đến các bác là cái dòng loa AT101 nữa nhé, AT101 này. Đấy, AT101 kết nối Bluetooth qua điện thoại này. Thì bên em cũng đang bán với giá là 750.000 đồng. Đấy các bác nhé, tặng các bác thẻ nhớ. Đấy, dòng loa AT101 kết nối Bluetooth qua điện thoại.
khi các bác mua dòng loa AT101 hay là Q92 này, bên em sẽ giảm giá kệ sàn 750.000 đồng, tặng anh em thẻ nhớ anh em nhé. Đấy. Tiếp theo là cái dòng loa cao cấp nhất mà bên em đang giới thiệu đến các bác là cái dòng loa AT100 nhé. Đấy, phiên bản mới nhất năm 2023 là kết nối Bluetooth qua điện thoại. Ở phiên bản này thì vẫn là giống con Q92, trên đỉnh có 3 nút hợp kim nhôm. Mẫu này thì điều khiển cũng là dòng điều khiển chạy pin sạc anh nhé. Đấy. AT100 này là bây giờ đang hot nhất thị trường hiện nay, đắt nhất, đắt tiền nhất các bác nhé. Đấy, nó là bên em đang bán với giá là 800.000 đồng, hãy bao ship tận nhà cho anh em. Pin thì từ pin là pin châu, pin từ các bác chạy là từ 14-15 tiếng mới hết pin nhé. Pin 4000 mAh. Đấy, nên là hai dòng loa này thì pin của nó là pin châu. Pin hai dòng loa này là AT101 và AT100 là pin của nó là 4000 mAh. Đấy, nên anh em có thể tham khảo hai dòng loa này. Về phụ kiện thì sẽ đầy đủ túi đeo, dây sạc, củ sạc đầy đủ hết luôn nhé, điều khiển. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là hai quả pin này để anh em thay thế này. Với cái pin này, pin trong loa anh em nhé. Nếu mà các bác mà hoặc là pin dự phòng ở ngoài. Đấy, pin dự phòng thì các bác có thể cắm ở ngoài nhé. Còn pin trong loa thay thế trong loa. Nếu như các bác mua loa lâu rồi lỗi hỏng kém pin thì có thể thay thế pin. Hoặc là mua thêm quả pin dự phòng. Đấy, giá chỉ 100.000 đồng một quả thôi. Anh em mua theo loa anh em nhé. Đấy. Ngoài ra thì bên em còn cung cấp tất cả những phụ kiện đi săn bẫy, đi chơi. Đấy, anh em có thể mua sản phẩm nào thì cứ alo trực tiếp bên em. Đấy, hàng đảm bảo các bác nhé. Hàng đảm bảo cho anh em luôn. Chất lượng rất là ok. Đấy, tiếng chim đầy đủ cho anh em coi nhé. Bên em sẽ, các bác mua loa bên em sẽ tải miễn phí tiếng chim cho anh em. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video để cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác.